Ronaldo định đoạt tương lai sau khi MU bị loại ở Champions League. Không cần biết huấn luyện viên trưởng mới của Manchester United là ai, siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã quyết định tương lai ở đội chủ sân Old Trafford. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tin tưởng Manchester United sẽ chọn được một huấn luyện viên phù hợp vào cuối mùa này và có ý định ở lại sân Old Trafford trong mùa giải tới. Trước đó, sau khi MU bị Atletico Madrid loại cay đắng ở vòng 16 đội Champions League, ngay trên sân nhà Old Trafford đã có nhiều thông tin cho rằng Ronaldo sẽ chia tay nhà hát của những giấc mơ sau mùa giải này nếu Quỷ Đỏ không có suất dự Champions League mùa tới. Hiện tại, MU đang đứng thứ 5 Premier League, kém vị trí thứ 4 của Arsenal 4 điểm và còn đá nhiều hơn một trận. Arsenal vừa thắng Aston Villa 1-0 đêm qua 19-3 bằng bàn thắng duy nhất của Saka để tiến gần hơn đến việc loại MU khỏi cuộc chiến top 4 Premier League, vị trí có vé dự Champions League. Truyền thông quốc tế cho rằng Ronaldo không muốn chơi cho đội bóng không được dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Anh muốn đội bóng của mình phải cạnh tranh cho các danh hiệu lớn nhất. Ronaldo không tin MU có thể làm được điều đó nên có ý định ra đi. Cuối mùa này, MU sẽ có bước cải tổ lớn ở vị trí lãnh đạo khi huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick lui về sau giữ vai trò cố vấn trong 2 năm, còn Quỷ Đỏ sẽ tìm một huấn luyện viên lâu dài mới. Huấn luyện viên Erik ten Hag của Ajax và Mauricio Pochettino của PSG được xem là những ứng viên hàng đầu cho công việc đầy khó khăn tại MU. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea cũng mới được đưa vào danh sách này. Tình hình tại MU hiện tại là rất bất ổn khi Paul Pogba, Edinson Cavani gần như chắc chắn rời câu lạc bộ sau khi hết hợp đồng. Còn tương lai của Marcus Rashford cũng không ổn định vì chơi khá tệ ở mùa này. Một loạt cầu thủ MU khác cũng dục dịch chia tay MU như Juan Mata, Jesse Lingard, Anthony Martial hay Donny van de Beek. Vì thế, tương lai của Ronaldo tại đội chủ sân Old Trafford cũng bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, theo tờ AS Tây Ban Nha, cựu tiền đạo của Real Madrid và Juventus cam kết thực hiện đầy đủ hợp đồng với MU, bất chấp kết quả của mùa giải này diễn ra như thế nào. Ronaldo có hợp đồng với MU kéo dài đến tháng 6 năm 2023 cùng điều khoản có thể gia hạn thêm một năm. Báo cáo của AS cho biết thêm, Ronaldo cũng tin tưởng vào những người đứng đầu MU trong việc lựa chọn huấn luyện viên mới vào mùa hè này. Ronaldo cũng thích thú trước viễn cảnh được chơi bóng tại MU dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên hàng đầu. Dù MU có phong độ tồi tệ nhưng Ronaldo đã có một mùa giải thành công trên phương diện cá nhân dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick. Tổng cộng Ronaldo đã ghi 18 bàn cho MU trên mọi mặt trận mùa này. Cristiano Ronaldo được cho là phải vật lộn để thích nghi với triết lý pressing tầm cao trong giai đoạn đầu Rangnick đến MU. Tuy nhiên, Ronaldo đã tìm được phong độ khi lập hat-trick giúp Manchester United thắng Tottenham 3-2 ở Premier League cuối tuần trước. Ở trận gần nhất thì Cristiano Ronaldo lại im tiếng khi không có bất cứ pha dứt điểm trúng đích nào, khiến Manchester United thua Atletico Madrid 0-1 ngay tại nhà hát của những giấc mơ Old Trafford và bị loại khỏi Champions League.